I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are... Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một phương pháp kiếm kill bằng cách săn rally khi mở đèo 7 ở trong KVK bản anh hùng ca nha. Tình hình hiện tại của mình gặp khá là nhiều khó khăn khi chơi ở KVK mùa chinh phạt. Lý do chính là do mình quá thọt so với lại đa số kẻ địch. Trận đánh đầu tiên là mở đèo 4, lúc đó mình thấy còn tương đối là ổn, chưa bị thọt lắm. Số lượng lính một đạo quân của mình so với kẻ địch không khác biệt quá nhiều. Lúc đấy trao đổi còn ổn ổn xíu. Trận đánh tiếp theo là ở bề thờ bóng đêm, mình cảm nhận rõ đạo quân của mình bị thọt hơn nhiều, trao đổi lỗ nhiều hơn, nhưng vẫn cầm cự được một chút. Và cho tới bây giờ mở đèo 7 thì mình cảm nhận rõ thọt quá nhiều, gần như là không thể chơi nổi nữa. Trước đây đánh du kích còn lời, giờ đánh du kích là vừa lú cái đầu ra thôi là nó auto swarm, máu tụt không phanh luôn nha. Đạo quân từ máu vàng tụt cái rụp xuống còn máu đỏ, không kịp làm gì cả. Xem chiến báo thấy địch 470k, 480k lính, 200 mấy ca lính của mình đánh với lại 470k lính của kẻ địch, thì cho dù tướng ngon cỡ nào cũng vứt. Cho các bạn cắn 50% tăng quân lên luôn thì cũng được hơn 300 mấy ca lính, cũng còn cách biệt cả 100 ca lính so với lại kẻ địch. Mấy thằng nạp tiền đã nhiều rồi còn mua auto, chỉ cần lú cái đầu ra thôi, nằm trong tầm ngắm là tự động target liền. Mà đã nạp nhiều tiền rồi thì không bao giờ bị ban nha. Dù có ban thì kiểm tra lại một chút là sẽ mở khóa lại liền thôi. Quá trình kiếm kill của mình gặp khá là nhiều khó khăn, mà mình phải kiếm kill để đạt KPI của Kingdom. Nếu không đủ KPI thì mình sẽ bị Zero đuổi khỏi Kingdom. Vì vậy mình phải dùng một cái mẹo kiếm kill, mình tạm gọi là săn rally nha. Khi đèo 7 đã mở sẽ có hai trường hợp. Như lần này phe của mình bị địch chiếm đèo 7, sau khi chiếm xong địch sẽ ráo riết tìm nhà tele sai lãnh thổ liên minh để rally. Mình thấy hầu như KVK nào cũng vậy, lúc nào cũng có một vài nhà tele không ở đúng trên cái lãnh thổ liên minh. Và khi họ thực hiện rally, mình sẽ cho 3-4 đạo quân của mình với những con tướng chạy nhanh hoặc có những cái skill làm chậm tới trực chờ trước cổng nhà của những cái đứa hứng rally. Mình sẽ đứng xa ra một tí, mắc công là bị dính skill đam AOE từ rally của kẻ địch. Đợi tới rally nó rã ra thành những cái đạo quân nhỏ lẻ, lúc đó mình sẽ dùng cả 3-4 đạo quân của mình để swarm vô những cái đạo quân chạy chậm của kẻ địch. Chiến báo chắc chắn lời và kiếm được rất là nhiều kill luôn. Rally chỉ mạnh khi còn ở trong rally thôi, sau khi rã ra rồi thì sẽ yếu lắm, các bạn tha hồ mà đánh. Đặc biệt rally bộ và rally cung là ngon nhất vì hai loại lính đó chạy cực kỳ chậm. Còn rally kỵ thì chạy hơi nhanh một tí nhưng mà cũng đánh được luôn nha. Các bạn nên chọn 3 đạo quân, ưu tiên kỵ binh hoặc dùng mấy con tướng có skill làm chậm. Ví dụ như là Saladin nè, William nè, Athe Flash nè, tướng kỵ hầu như là chạy nhanh sẵn rồi. Mình còn dùng cả Richard kẹp với lại Athe để làm chậm kẻ địch nữa mà. Chỉ nên dùng 3 hoặc 4 đạo quân thôi nha. Còn lại một đạo quân, hai đạo quân thì các bạn nên để chôn vô những cái công trình bảo vệ cờ nè, rồi pháo đài đồ này nọ nha. Còn một đạo quân nữa thì các bạn cũng có thể cho vô cái bon của liên minh cũng được. Trường hợp 2 là nếu liên minh của các bạn chiếm được đèo thì sao? Thì mình khuyên là các bạn nên sắm full bộ lọng gió cho con tướng chính, rồi dùng những con tướng chạy nhanh đó để chôn vào rally tông nhà của liên minh. Các bạn cứ chỉnh sẵn vô cái con số 1, 2, 3, 4, 5, vì nhiều người tranh giành chôn rally lắm. Bạn nào chậm tay 1-2 giây là không chôn vô rally được đâu. Tuyệt đối không dùng tướng chạy chậm nha. Rally bộ thì các bạn có thể dùng những con tướng Alex kẹp CM, Alex SCBO Brime. Rally cung thì có thể dùng Herman kẹp Elsid, Edward. Cứ dùng những con tướng mà có boost tăng tốc độ chạy á. Rally kỵ thì các bạn dùng Mina cao cao, Peli, Paiva, Sala, William, Nevsky, John hạng vũ. Kỵ thì nhiều lắm, tha hồ mà chọn. Lưu ý là khi chọn rally á, chỉ dùng T4 thôi nha, để tối ưu tốc độ chạy. Chạy nhanh để sau khi mà rally nó giải tán rồi á, bạn sẽ không bị kẻ địch bắt lại. Người ta chỉ chọn một vài đứa chạy chậm để đánh thôi, còn bạn đã tối ưu theo cách của mình rồi, người ta sẽ dí không kịp đâu. Rally kỵ binh là ngon nhất. Có cặp tông nhà nổi tiếng hơn một năm nay, đó chính là Attila và Takeda, bào nhà thốn khỏi nói luôn nha. Bằng việc săn rally kẻ địch khi bị mất đèo 7 và săn rally phe mình khi chiếm được đèo 7 sẽ giúp cho các bạn cải thiện được rất là nhiều điểm kill trong trường hợp bị thọt quá nhiều giống như mình nha. Kiếm kill vừa hoàn thành mốc quà KVK, vừa đạt được KPI của Kingdom, vừa có chỉ số kill bond đẹp. Hôm nào mở đèo trùng với lại event thống đốc, lại là làm một hoàn thành được 3-4-5 việc cùng lúc luôn đó. Các bạn phải tranh thủ lúc vừa mở đèo để săn rally nhé. Vì sau khi mở đèo tầm 1-2 tiếng sau là hết nhà hoang để rally nữa rồi, nên phải tranh thủ nha. Những phút đầu tiên mở đèo là thời cơ vàng để kiếm kill. Bạn nào mua mẹo hơn có thể dùng ad farm cố tình tele sai vị trí lãnh thổ liên minh để dụ cái địch rally nhà, xong rồi bật khiên để giúp cho đồng minh kiếm kill, cũng khá là hay đó nha. Rally mà gần chạm vô nhà của ad farm thì bật khiên lên,
Rally sẽ bị rã ra, cả đám bu vô kiếm kiều, xong rồi dùng ạc farm do thám nhà để xóa khiên, xong đợi hết chiến tranh điên cuồng lại tiếp tục cho địch rally rồi lại bực khiên, cứ lập ly tập lại như thế. Chỉ sợ các bạn không có thời gian làm thôi, vì mở đều xong đa số sẽ bận chiếm phiêu, đốt cờ, chiếm công trình, thủ nhà đồ này nọ hết rồi. Phải công nhận là F2B chơi ở KVK trên phạt khá là khó, đặc biệt là những bạn chơi ở những kingdom seed A gần như là không có sân chơi dành cho F2B đâu. F2B chắc chỉ hiến kiều là chính. Giờ đã hiểu tại sao có một số kingdom họ cấm luôn F2B di cư. Vì thực chất F2B vô chơi ở những cái kingdom seed cao sẽ không thể chơi lại, hoặc là rất khó mới có thể chơi lại được. Không đánh open field được, chỉ chọn rally là chính. Mà open field quan trọng hơn chọn rally nha. Win open field rồi mới tới chiếm công trình mà. Nếu chỉ chọn rally không open field thì tác dụng của các bạn sẽ không có quá nhiều đâu. Đợt này kingdom của mình có khay thủ cực kỳ chất lượng nha, của con Zanzika và Nevsky. Chiến báo lúc nào cũng lời, từ lợi ích cho tới lợi nhiều, quá ngon luôn, cứng thật sự luôn á. Ghi mới full cam thôi, chưa mát talent mà đã mạnh như thế rồi. Zanzika giờ là meta thủ mới nha, gõ một chùy là lỗ đầu hết, đam to kinh khủng luôn. Kỵ binh giờ là bá chủ game này rồi nha. Solo, kỵ binh mạnh nhất. Đánh đồng, kỵ binh mạnh nhất. Tốc độ di chuyển, kỵ nhanh nhất. Rally kỵ nhiều nhất. Đa số event kỵ cũng dễ lọt top hơn. Lượm đá, xây cờ, đánh Osiris cũng dùng kỵ luôn, vì kỵ chạy nhanh, tiết kiệm thời gian. Cuối cùng là thủ nhà, thủ công trình cũng dùng kỵ luôn rồi, tại vì con Zanzika này quá bá. Chào mừng các bạn đã đến với Rise of Kỵ Binh.